Cô xin chào các em học sinh khối 10. Cô tên là Hoàng Thị Hà, giáo viên tổ ngữ văn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tiếng Việt lớp 10. Đó là bài thực hành về phép tu từ, phép điệp, phép đối. Như các em đã biết, trong các bài kiểm tra ở phần đọc hiểu thường có các câu hỏi về biện pháp tu từ và nêu tác dụng của chúng. Hay trong quá trình các em viết văn để có những câu văn hay, đoạn văn giàu sức gợi hình, gợi cảm hoặc cần nhấn mạnh ý muốn diễn đạt, chúng ta rất cần vận dụng đến các biện pháp tu từ. Song trong bài học ngày hôm nay, cô chỉ hướng dẫn các em thực hành được một biện pháp tu từ, đó là phép điệp. Phần đầu tiên, cô đi vào tìm hiểu khái niệm của phép điệp. Phép điệp tu từ là biện pháp lặp lại một yếu tố diễn đạt, vần, nhịp, từ, cụm từ, câu nhằm nhấn mạnh biểu đạt cảm xúc và ý nghĩa, có khả năng gợi hình tượng nghệ thuật. Rồi các em hãy mở sách giáo khoa cho cô. Trang 124-125. Sách giáo khoa lớp 10. Ở trong phần tìm hiểu này có hai ngữ liệu, cô đi vào tìm hiểu phần ngữ liệu thứ nhất, trang 124. Bốn câu đầu như sau: trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra cánh biếc, em có chồng rồi anh tiếc lắm thay. Trong bốn câu thơ trên lặp lại cụm từ nụ tầm xuân, thay thế bằng hoa tầm xuân hay hoa cay cây này đều không được. Nó làm cho nhạc điệu ý nghĩa của câu thơ sẽ thay đổi. Mặt khác, nói tới hoa là chỉ chung cho người con gái, nhưng nói tới nụ là khẳng định người con gái đó đang ở độ tuổi trăng tròn, thời đẹp nhất. Và lại, trong câu thơ, nụ tầm xuân nở ra danh biếc, tức là cô gái đã đi lấy chồng. Hoa rồi sẽ tàn, còn nụ nở ra hoa, chính vì thế không thể thay thế hoa cho nụ được ở trong bốn câu thơ trên. Như vậy, ở bốn câu thơ này, tác giả đã sử dụng điệp ngữ nụ tầm xuân. Điệp ngữ nụ tầm xuân nó có tác dụng: một là gợi hình ảnh người con gái đẹp chưa chồng; hai là nhấn mạnh nỗi nhớ tiếc nuối xót xa của chàng trai. Cô sang đến bốn câu cuối của ngữ liệu 1. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá mắc câu. Cá mắc câu biết đâu mà ngỡ, chim vào lồng biết thủa nào ra. Bốn câu thơ cuối này lặp lại cụm từ chim vào lồng, cá mắc câu, được điệp lại để làm rõ sự so sánh của cô gái, hoàn cảnh của cô gái. Điệp ngữ này có tác dụng: thứ nhất là gợi tình cảnh và nhấn mạnh sự mất tự do, bế tắc của cô gái khi đã có chồng; hai là nhấn mạnh cái nỗi niềm đau đớn xót xa của người trong cuộc. Cô sẽ đi vào cái ngữ liệu thứ hai. Ở trong ngữ liệu thứ hai này có ba ví dụ. Ví dụ thứ nhất: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lặp lại từ gần và từ thì. Sự lặp lại này khẳng định nội dung môi trường sống có thể ảnh hưởng đến nhân cách con người. Ở trong ví dụ 2, có công mài sắc có ngày nên kim. Lặp lại từ có. Từ có này khẳng định nội dung làm việc chăm chỉ cần cù nhất định sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Ở ví dụ thứ ba, bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo. Ví dụ này lặp lại từ vì, khẳng định nội dung là đề cao đạo đức nhân nghĩa của con người. Như vậy, qua ba ví dụ trên, các yếu tố gần, thì, có, vì là yếu tố lặp không mang sắc thái tu từ, nó chỉ có tác dụng so sánh hay khẳng định nội dung hai vế của mỗi câu tục ngữ mà thôi. Cô sang những bài luyện tập tiếp theo. Cô có 4 ví dụ như sau.
Từng ngày mẹ thầm đoán con đã đi đến đâu và mẹ thầm hỏi con đang làm gì. Ví dụ 2, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm đủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạn sương, thân sao bướm chán ong trường bấy thân. Chuyện Kiều Nguyễn Du. C. Lúa mới cấy được mấy ngày lúa đã bén chân. D. Quân đội ta chung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Hồ Chí Minh. Ở trong bốn ví dụ trên thì ở ví dụ A và C là hiện tượng lặp từ không mang sắc thái tu từ, còn ở ví dụ B và D có sử dụng tiếp điểm. Cô đi vào ví dụ B. Điệp từ mình được nhắc lại đến 3 lần trong câu thơ, thể hiện sự cô đơn tuyệt đối của Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích và tâm trạng tự thương thân xót phận của nàng Kiều. Ở ví dụ D là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh có điệp từ với, nàng, cũng, và điệp cấu trúc ngữ pháp giữa các vế câu có tác dụng nhấn mạnh phẩm chất, sức mạnh và nhiệm vụ trọng đại của quân đội, đồng thời khẳng định niềm tin chắc chắn vào khả năng bách chiến bách thắng của quân đội ta. Sau đây cô sẽ có một đoạn văn cũng có những cái sự lặp lại một số từ ngữ trong đoạn văn này. Các em theo dõi và nhận xét về cái cách lặp từ trong đoạn văn như sau. Phía sau nhà em có một mảnh vườn phía sau nhà em trồng rất nhiều loài hoa. Em trồng hoa cúc, em trồng hoa thược dược, em trồng hoa đồng tiền, em trồng hoa hồng, em trồng cả hoa lây ơn nữa. Ngày phụ nữ quốc tế, em hái hoa sau vườn nhà em tặng mẹ em hái hoa tặng chị em. Đó là một đoạn văn lặp lại rất nhiều những từ ngữ, lặp có khi lặp cả cái cấu trúc câu. Cái cách lặp này rõ ràng nó là một cách lặp lại nó rất tối nghĩa, nó mang lại cái diễn đạt rất là lủng củng, không có ý nghĩa, không có muốn nhấn mạnh một cái ý muốn diễn đạt của người viết. Cô sẽ sửa lại cái đoạn văn này như sau cho các em. Có thể sửa lại: phía sau nhà em có một mảnh vườn, em dành khu đất ấy để trồng các loại hoa, hoa cúc, hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hồng và cả hoa lây ơn nữa. Ngày quốc tế phụ nữ, em hái chính những bông hoa ấy để tặng mẹ và chị em. Các em có thể so sánh giữa hai đoạn văn thứ nhất và đoạn văn thứ hai cô sửa lại, thì rõ ràng ở cái đoạn văn thứ hai, lời văn hết sức là trau chuốt, thông báo đến người đọc và những cái nội dung nó rất cụ thể. Cô có một bài tập tiếp theo, các em hãy đọc cái đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4. Cái bài tập này nó giống như là trong một phần đọc hiểu của một đề kiểm tra hay là đề thi. Đoạn văn như sau: yêu tổ quốc từ những giọt mồ hôi tảo tần, mồ hôi rơi trên những cánh đồng cho lúa thêm hạt, mồ hôi rơi trên những công trường cho những ngôi nhà thành hình thành khối, mồ hôi rơi trên những con đường nẻo cao nơi tổ quốc của những người thầy cô trong mùa nắng để nuôi ước mơ cho các em thơ, mồ hôi rơi trên thao trường đầy nắng gió của những người lính để giữ mãi bình yên và màu xanh cho tổ quốc. Nguồn HTTB Việt báo Việt Nam ngày 19 tháng 5 2014. Câu 1, xác định phong cách ngôn ngữ trong văn bản trên. Câu 2, biện pháp tu từ nào được sử dụng nhiều nhất trong văn bản trên? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. Câu 3, những từ ngữ cánh đồng, công trường gợi nhớ đến đối tượng nào trong cuộc sống? Câu 4, đặt tiêu đề cho văn bản trên. Các em có thể suy nghĩ một vài phút, sau đó cô sẽ cũng đưa ra đáp án để các em tìm hiểu luôn cái ngữ liệu trên. Đáp án như sau. Ở câu 1, phong cách ngôn ngữ ở trên văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí. Câu 2, biện pháp tu từ được sử dụng nhiều nhất
trong văn bản trên là điệp lặp cấu trúc câu mồ hôi rơi. Tác dụng của nó là của biện pháp nghệ thuật này là nhấn mạnh những nỗi vất vả nhọc nhằn và sự hy sinh thầm lặng của người dân lao động, qua đó bộc lộ sự trân trọng, tin yêu với những con người lao động và tình yêu tổ quốc của nhà thơ. Câu 3, những từ ngữ như cánh đồng, công trường gợi nhớ đến người nông dân, công nhân trong cuộc sống. Câu 4, các em có thể linh hoạt đặt tiêu đề như sau: yêu tổ quốc hoặc là tổ quốc của tôi. Trên đây là những cái dạng bài tập để hướng dẫn các em thực hành cái phép tu từ để khắc sâu cái bài học ngày hôm nay. Cô sẽ cho các em hai bài tập về nhà để các em làm bài và vở cho cô. Cô sẽ gặp lại các em vào tiết tiếp theo để tìm một cái biện pháp, thực hành một cái biện pháp tu từ tiếp theo, đó là phép đối. Nên các em lưu ý ghi lại bài tập và vở cho cô. Bài tập 1, tìm biện pháp tu từ trong đoạn trích sau và cho biết tác dụng của chúng. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Một dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập, Hồ Chí Minh. Cô có bài tập 2. Các em hãy nhìn vào hình ảnh sau đây. Và hình ảnh này gợi cho em nghĩ đến bài ca dao nào có sử dụng phép điệp. Các em có thể lưu lại hình ảnh này. Đó là hai bài tập các em về nhà làm. Cô sẽ hẹn gặp lại các em trong tiết tiếng Việt lớp 10 ở tiết sau. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô xin chào các em.